Từ kỷ xưa ra, có một loài vật chuyên đi đeo rắc nỗi sợ cho tất cả các sinh vật trên trái đất. Để trừng trị sự độc tài đó, vũ trụ đã tạo ra cơn mưa thiên thạch để tước đi sức mạnh của loài quái vật này. Nhưng bằng cách nào đó, chúng vẫn còn sống và tiếp tục đeo rắc nỗi khiếp sợ cho đến ngày nay. Đâu ra nhiều dáng dữ vậy? Khoan, từ từ ra nghe con nói.